Trận tiếp theo, cầu thủ Linh với cầu thủ Châu chiến đấu. Tỷ số là 0-0. Bắt đầu. Rồi.
Yeah.
phải dặn. Đấy. Về nhà luôn. Máy hết pin rồi, máy ai chuẩn bị có đặt hộ đây cái. Máy ai nhiều pin nhỉ? Máy em mang đây. Cố lên Châu ơi. Ơi. Cắt cẩn thận em ơi. Rồi không ạ, bình tĩnh rồi, phát bình tĩnh. Tốt, thấy chưa? Bình tĩnh nó hiệu quả ngay, quả phát chất lượng ngay. Tiếp về ăn được ăn luôn của phát đấy. Ăn luôn của phát. Chờ quay lúc chỗ này. Hay quá, khó thủ lắm quả đấy. Hay. Bạn Lê. Bạn Lê. Good. Có một điểm. Hay rồi. Ôi giờ làm gì nó đã mừng sớm thế kiểu đấy. Mừng chỉ để chiến thắng thôi. Đây là đang thi đấu. Mừng kiểu thế là nguy hiểm đấy. Châu 2 các bạn. Không, thi đấu nó khác đấy, khó chấp lắm. Để thôi, chấp thể thôi. Không, chấp nào bình thường ấy. Bình thường là 202 mà đúng không? Thằng thể nó khôn, nó gọi thầy tập 50 triệu thì làm sao mà ai chơi được nó. Đề nghị cổ động viên quá kích kia cho vào rốt nó đi. Hay quá Châu ơi. Xứng đáng rồi em ơi, không sao đâu, đánh đi. Ui trời ơi, tuyệt vời. Không, quả tuyệt vời đấy, quả đấy đưa tay nó hơi bị luôn. Chưa lại. Không sao. Bà sao thì chưa tối chưa sao. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ui giời. Quái vỗ tròn luôn em ơi, không được đâu. Vỗ tròn đấy. Bầu nào 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 nào, chung vào, chung vào nào. Hai ba chất để phục biến được thôi. Rồi chúng ta bao giờ thôi. À, đây là sao tập trung. Hay lắm rồi. Bài thơ về chiến tranh sử. Anh ấy được có 2 trận. Cảm ơn. Hôm qua 1 trận, hôm nay 2 trận à? Hôm nay tôi đây. 8 trận. Chúc cho anh thấy bà. Hay quá các bạn. Rồi, cứ cố là cả cố chết. Nhầm nước mà. Hay rồi, hay rồi. Xuân vào, xuân vào. Bắt đây rồi. Không sao, quả đây đúng hết. Vẫn thế rồi. Quả phát vẫn thế, để ý được tới một tí thôi. Là ăn đấy. Hay rồi em ơi. Có chung kết thứ hai. Hay quá nhỉ. Ai. Hết bàn đây kéo vào tay. Đồng viên mạnh lên. Đang đẩy lên xe đạp bên kia. Khó khăn đi. Hay quá. Xin chua. Hay. Đâu có làm gì. Rồi.